Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi chúng ta bắt đầu làm kinh doanh đó chính là tìm xem một sản phẩm gì để kinh doanh cho phù hợp với chúng ta. Và một câu hỏi mà luôn thường nhật, bạn muốn biết làm thế nào để có thể xác định và tìm ra chính xác những sản phẩm để nhập hàng từ Trung Quốc để kinh doanh thành công? Câu trả lời đó chính là chúng ta sẽ tìm sản phẩm để nhập hàng Trung Quốc bằng cách phân tích thị trường và tìm ra mong muốn của thị trường mục tiêu của chúng ta cần gì, thị trường chúng ta đang muốn gì, thì chúng ta hãy tìm những sản phẩm đó về từ Trung Quốc và mang nó về Việt Nam kinh doanh. Một trong những sai lầm thường gặp của những người kinh doanh đó chính là kinh doanh bắt đầu từ sản phẩm. Kinh doanh phải bắt đầu từ nhu cầu của khách hàng. Tất cả các sản phẩm được tạo ra để đáp ứng được nhu cầu của thị trường, nhu cầu của khách hàng, giải quyết được những vấn đề của họ đang gặp phải thường ngày và mang đến cho họ sự sung sướng, sự thoải mái, sự hữu dụng từ sản phẩm đó. Đó chính là sản phẩm mãi xanh. Ví dụ như giấy ăn là một trong những sản phẩm mãi xanh như thế, là nó luôn luôn cung cấp được nhu cầu thị trường lớn và số những người khách hàng sử dụng nó thì họ có nhu cầu thường xuyên và liên tục. Nhưng tôi ý ví dụ về giấy ăn không có nghĩa rằng là chúng sẽ lao vào để kinh doanh giấy ăn, bởi vì cái việc mà những người khác kinh doanh vì sao thành công hay vì sao mình kinh doanh chưa thành công đâu, đơn giản là bởi vì mình đang bắt nguồn từ sản phẩm, thấy họ kinh doanh tốt và mình cũng muốn kinh doanh giống sản phẩm đó và lên các trang thương mại từ Trung Quốc hoặc các nguồn sỉ để tìm các sản phẩm đó và mang nó về kinh doanh. Đấy là một sai lầm thường gặp vì chúng ta không bắt nguồn từ nhu cầu thị trường, chúng ta bắt nguồn từ sản phẩm, từ cái thứ chúng ta thích kinh doanh và chúng ta bắt đầu với nó. Hôm nay thì Hoàng Ngọc sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cách để tìm ra được một sản phẩm queen, sản phẩm mãi xanh và sản phẩm chúng ta có thể kinh doanh được. Hãy nhớ rằng chúng ta phải bắt nguồn từ đối tượng khách hàng mình muốn bán. Chúng ta muốn bán cho ai? Chúng ta muốn bán cho họ để mục đích gì và chúng ta muốn bán cái gì? Đấy là những thứ mà chúng ta phải thiết kế lên trước khi bắt đầu kinh doanh, trước khi bắt đầu tìm nguồn hàng và nhập hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Một trong những thứ mà Ngọc muốn chia sẻ ở đây ngày hôm nay đó là cách để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và xu hướng thị trường. Đấy chính là chìa khóa thành công trong kinh doanh. Bằng cách thì xác định chính xác nhu cầu và phân tích kỹ lưỡng thị trường thì chúng ta không chỉ tiết kiệm thời gian và tiền bạc mà còn tối ưu hóa cơ hội thành công của mình trên thị trường mục tiêu. Nhờ ChatGPT tìm hiểu ra những sản phẩm dựa trên nhu cầu thị trường hiện nay. Và bây giờ thì trước khi tiếp tục xem clip này, hãy dừng lại tìm phía dưới phần mô tả hoặc các playlist liên quan trong kênh Hoàng Ngọc về chủ đề lập tài khoản ChatGPT. Hãy xem nó và sở hữu một tài khoản ChatGPT của mình và tiếp tục quay trở lại clip này nhé. Vâng, xin chào các bạn. Và hiện nay thì chúng ta đã có truy cập vào ChatGPT. Bản ChatGPT hiện nay của Hoàng Ngọc mà mọi người đang nhìn thấy đó là bản ChatGPT 4.0. Bản này thì có phí sử dụng là 20 đô một tháng, nhưng hoàn toàn là chúng ta có thể sử dụng bản 3.5 miễn phí. Hoàng Ngọc sẽ chỉnh lại nó thành 3.5 để chúng ta cùng demo mà chúng ta xác định thị trường, phân tích nhu cầu thị trường, từ đó tìm ra được một sản phẩm để nhập hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Đầu tiên, chúng ta hãy cho nó biết đối tượng khách hàng mà mình muốn hướng đến. Ví dụ, bạn đang bắt đầu kinh doanh và bạn đang sở hữu một mối quan hệ mật thiết hoặc có một tầm ảnh hưởng trong cộng đồng bà mẹ bỉm sữa. Việc đầu tiên chúng ta phải hướng đến đó là chúng ta phải phân tích thị trường này, phân tích xem những khách hàng của chúng ta là những người thuộc thị trường này họ là ai, họ có sở thích gì, họ hay làm điều gì, những vấn đề họ học gặp phải trong cuộc sống là gì, sở thích của họ, nhu cầu của họ, từ đó tìm ra thứ khiến cho họ cảm thấy thoải mái hơn với cuộc sống, thuận tiện hơn cho cuộc sống, của chúng ta tìm được sản phẩm win như thế. Trong video này, Hoàng Ngọc sẽ demo cho mọi người cái cách để ra câu lệnh ChatGPT để nhờ ChatGPT gợi ý cho chúng ta phân tích thị trường giúp chúng ta để tìm được những sản phẩm của chúng ta. Đầu tiên, 5 yếu tố để ra cho ChatGPT được một câu lệnh để nó có một câu trả lời hiệu quả thì cũng có trong clip trong kênh Hoàng Ngọc. Bạn hãy click vào xem kỹ clip đó. Hôm nay thì Ngọc sẽ nói qua cho các bạn 5 yếu tố để ra một câu lệnh để đạt được câu trả lời hay nhất của ChatGPT. Thứ nhất, đó chính là hành động mà chúng ta muốn nó làm. Thứ hai, đó chính là văn phong mà chúng ta muốn nó phản hồi. Thứ ba, đó chính là mục đích
mà chúng ta muốn đạt được sau khi mà hỏi ChatGPT. Thứ bốn, đó chính là loại hình thông tin mà chúng ta muốn nó tạo ra hỗ trợ cho mình. Và thứ năm, đó chính là vào vai. Hãy khiến cho ChatGPT vào vai một trợ lý của chúng ta để có thể gợi ý cho chúng ta, phản hồi chúng ta một cách hiệu quả. Với năm cái yếu tố này thì chúng ta sẽ ra một câu lệnh cho ChatGPT cực kỳ chính xác, và nó sẽ phản hồi lại chúng ta những câu trả lời hoàn toàn khiến chúng ta ưng ý và hài lòng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng ra lệnh cho ChatGPT để xem nó phản hồi như thế nào nhé. Khách hàng tiềm năng của tôi là phụ nữ từ 24 đến 35 tuổi, đã có gia đình và đang nuôi con nhỏ. Hãy gợi ý cho tôi những việc cần làm hàng ngày của họ, nhu cầu của họ, những vấn đề họ đang gặp phải và mong muốn của họ. Enter. Ngay lập tức thì ChatGPT trợ lý của chúng ta đã phản hồi chúng ta về việc những phụ nữ từ 24 đến 35 tuổi đã có gia đình và đang nuôi con nhỏ, thì nhu cầu hàng ngày của họ đó là quản lý thời gian. Phụ nữ trong độ tuổi này thường đối mặt áp lực quản lý thời gian giữa công việc, gia đình và con cái. Có chính xác không ạ? Sức khỏe thì họ cần cân nhắc về việc chăm sóc gia đình và bản thân để duy trì được sức khỏe tốt. Họ cũng quan tâm đến việc phát triển tri thức và kỹ năng của con cái họ. Những nhu cầu và vấn đề của họ, họ cần giải quyết các vấn đề về chăm sóc con cái, quản lý gia đình và tạo ra một môi trường hạnh phúc. Họ mong muốn gì ạ? Họ mong muốn có sự hỗ trợ các nguồn lực bên ngoài giúp giảm bớt áp lực và tăng cường khả năng quản lý cuộc sống. Có một ví dụ ChatGPT đã đưa ra mà nói là Helen là một phụ nữ 30 tuổi và là một người mẹ đơn thân với hai đứa con nhỏ. Mỗi ngày cô phải cân nhắc giữa việc giữa công việc, việc học con cái và thời gian riêng để chăm sóc bản thân. Helen thường gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian nhưng luôn cố gắng tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để cân bằng mọi thứ. Cô luôn tìm kiếm thông tin và hỗ trợ từ các nguồn đa dạng để nâng cao khả năng quản lý cuộc sống và mang lại hạnh phúc cho gia đình mình. ChatGPT đã đưa cho chúng ta những gợi ý rất là chi tiết về chân dung khách hàng, đối tượng khách hàng mà chúng ta muốn bán cho họ. Hãy nhớ rằng bạn muốn bán cho thị trường nào, hãy liệt kê, hãy kể cho ChatGPT và nó sẽ phân tích sâu hơn về đối tượng khách hàng đó cho bạn từ những thông tin trên. Hãy gợi ý cho tôi 10 sản phẩm để giải quyết vấn đề của đối tượng khách hàng tiềm năng của tôi. Cách mà chúng ta đặt câu lệnh là thứ hai, đó là từ những thông tin gợi ý ở trên thì hãy gợi ý 10 sản phẩm để giải quyết vấn đề của đối tượng khách hàng đó. Vâng, và thì ChatGPT đã gợi ý ra được 10 cái sản phẩm. Nhưng mà cái này thì nó sẽ có bao gồm cả dịch vụ, cả sản phẩm vật lý, cả hóa học. Và nếu như các bạn đang chưa biết là mình nên kinh doanh gì thì đây là một cái gợi ý vô cùng tuyệt vời, có đúng không ạ? Nếu trong trường hợp chúng ta đang tìm sản phẩm để nhập hàng Trung Quốc thì chúng ta sẽ ra lệnh cho ChatGPT cụ thể hơn, đó là những sản phẩm vật lý. Và khi chúng ta thay đổi câu lệnh thì ngay lập tức ChatGPT đã gợi ý chúng ta những kết quả khác hoàn toàn. Đầu tiên là ChatGPT gợi ý rằng chúng ta có thể kinh doanh những sản phẩm máy hút bụi để máy lau nhà tự động. Thế vì sao mà nó gợi ý cho chúng ta cái việc này? Đó là sản phẩm này sẽ giúp giảm bớt công việc về việc làm sạch nhà cửa, tiết kiệm thời gian cho phụ nữ trong độ tuổi này. ChatGPT đã gợi ý chúng ta vô cùng chi tiết. Thiết bị nấu ăn thông minh, wow, tuyệt vời. Nồi áp suất điện tử, máy làm bánh là một trong những sản phẩm đã rất hot. Và bây giờ thì bạn đã hiểu được lý do vì sao nó hot rồi đúng không ạ? Là bởi vì nó được sinh ra dựa trên nhu cầu của những phụ nữ hiện đại không có thời gian để chăm sóc từng bữa ăn cho gia đình. Và không phải lý do vì sao một sản phẩm mà nó tự nhiên hot. Một là những người kinh doanh đã nghiên cứu ra được nhu cầu của đối tượng khách hàng của mình. Thứ hai là họ đang vô tình tìm ra đúng một sản phẩm nhu cầu thị trường đang rất khát khao. Và bây giờ khi bằng việc của chúng ta sở hữu ChatGPT và chúng ta đưa ra những câu lệnh thông minh, câu lệnh chính xác như thế này, thì việc mà chúng ta sở hữu ra những tìm tòi được những cái sản phẩm mà nó có kết quả kinh doanh tuyệt vời là thứ không còn xa vời nữa. Thiết bị làm đẹp tại nhà, đúng, một phụ nữ bận rộn
với công việc với gia đình thì không có thời gian để làm đẹp cho bản thân. Thế nhưng những sản phẩm làm đẹp tại nhà là một sản phẩm vô cùng hữu ích. Đây là 10 sản phẩm vật lý để giải quyết các vấn đề. Thì chúng ta hoàn toàn có thể bảo cho Tên gợi ý thêm một sản phẩm để mang lại sự sung sướng cho khách hàng. Và lại có vô vàn ý tưởng kinh doanh khác, những sản phẩm khác mà chúng ta đã được thấy được ChatGPT đang gợi ý ra cho chúng ta. Hoàn toàn thì chúng ta có thể kinh doanh những sản phẩm về gói quà tặng. Chúng ta có thể kinh doanh về bộ sản phẩm massage tại spa tại nhà, sản phẩm về chăm sóc sức khỏe tinh thần cho các chị em phụ nữ. Gói quà tặng hương thơm, nến sắc thơm, các bạn đã hiểu vì sao nó hot như thế trong năm vừa qua, là bởi vì nó đang giải quyết được rất nhiều những nhu cầu, những cái sự mong muốn của các chị em phụ nữ khi lúc nào cũng muốn nhà thơm và sạch, bởi thời gian chính của những chị em phụ nữ đó là ở nhà với con cái. Thế nên cái nhu cầu mà nhà cửa thơm sạch mát là những thứ mà chị em phụ nữ rất là quan tâm. Gói trải nghiệm ẩm thực đặc biệt cũng là một thứ rất là tuyệt vời, một ý tưởng ở kinh doanh rất là tuyệt vời với những người đang kinh doanh nhà hàng, đúng không ạ? Nếu bạn tiếp tục đưa những công nghệ này thì nó sẽ tiếp tục ra những sản phẩm mới, và hàng trăm hàng nghìn sản phẩm mới sẽ được ChatGPT gợi ý nếu bạn tiếp tục ra câu lệnh. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy cho mình một like, một comment, một share và nhớ subscribe kênh này của mình, đón xem thêm những video tiếp theo về hướng dẫn cách nhập hàng Trung Quốc, cách kinh doanh online, kiếm tiền online và làm thế nào để có thể vận hành một cái đội nhóm để giảm được chi phí tổ chức, một chi phí vận hành cho doanh nghiệp của các bạn để gia tăng lợi nhuận. Vâng, và xin chào, mình là Hoàng Ngọc. Xin chào và hẹn gặp lại.